Bắt đầu ở một đêm trăng tròn, có một cặp vợ chồng tên Park Heo. Nàng Bung Ken yêu chàng Bung Trắng đã từ lâu nhưng không thổ lộ. Chàng và nàng được nam chó chăm lo từ nhỏ đến lớn, hai đứa cùng nhau lớn lên, nhưng Bung Trắng không hề biết Bung Ken đã có tình cảm với anh từ khi nào. Trở lại câu chuyện đêm đó, Bung Ken vội phát hiện mình bắt đầu muốn tỏ tình với Bung Trắng. Suốt cả ngày hôm đó, Bung Trắng đã thấy những biểu hiện lạ từ Bung Ken. Khi hai đứa nhìn vào mắt nhau, làn sóng vô hình đó đã làm tình cảm hai đứa này nở đến đỉnh điểm, và đêm đó trở thành một đêm đầy ắp sự ấp áp của chàng và nàng. Bung Trắng bắt đầu có thái độ không quan tâm tới nàng Bung Ken nữa. Đúng đời mà, nàng ôm hận Bung Ken nhưng không biết mình đã mang thai từ bao giờ. Khi phát hiện mình đã có thai, Bung Ken đã quyết định một mình cho nái nuôi con, mặc cho Bung Trắng ngày đêm chơi đùa với bao nàng Bung khác. Ngày tháng trôi qua cũng đã đến lúc Bung Trắng tới ngày hạ sinh các con. Chắc có lẽ vì thân hình cường tráng mà Bung Trắng đã gieo lại cho Bung Ken 7 đứa con, một con số kỷ lục. Và tất nhiên quá trình sinh các con cũng rất vất vả. Qua sự hỗ trợ của bác sĩ nam, các con cũng đã vượt qua một cách ngoạn mục, mẹ tròn con vuông. Cũng may mắn thay, Bung Ken cũng rất cố gắng bồi bổ bản thân để có sữa cho các con khôn lớn. Các con cứ ngày ngày tháng tháng lớn lên bên cạnh mẹ và đứa nào cũng béo ú. Với Bung Trắng, hạnh phúc tới đó cũng chẳng bao lâu, kinh tế không đủ để chăm lo cho các con nữa, nên đành lòng nhờ bác sĩ nam gửi gắm các con cho chủ mới. Vâng, nam xin theo tâm nguyện của mẹ lũ trẻ tìm chủ cho các bé đây ạ. Xin các bạn dành chút thời gian chia sẻ để tìm được nhà mới tốt cho các con nhé.